Xin chào tất cả các bác. Nay em lại giới thiệu và giao lưu với các bác một con đầu VHS thương hiệu Panasonic. Model của nó là NVHD100. Con này nó có các nút điều chỉnh ở trong này, hệ màu. Nói chung là máy này là con này nó chạy điện 220, cho nên nó sẽ đọc được các loại hệ màu của băng. Mạch cũng còn tương đối đẹp. Chỗ này là cái chỗ nó bị cái gì đây nha, nó không phải chỗ bẩn đâu nha. Chống từ cũng còn rất đẹp. Máy đã vệ sinh, chỗ này cũng đã vệ sinh hết rồi. Đó, chứ không phải nó bẩn nữa nhé. Đã cho dầu mỡ đầy đủ hết rồi. Và con này nó cũng có bị lỗi nha. Hình ảnh vẫn đẹp, âm thanh vẫn hay chuẩn. Nhưng mà nó tí nữa các bác xem cái hình của nó khác biết, nó có vệt nha. Và con này bạn em chỉ bán thì giá rất là rẻ, mà con này chỉ giao lưu tại nhà, không gửi đi xa. Đấy các bác, đèn tia đứng khoác rất đẹp, nó lưu đỉnh luôn. Sẽ cho một cuốn băng và test chất lượng hình ảnh âm thanh nha. Lại cho chạy này bằng tay được. Tua tới tua lui nhé, tua rất khỏe nhé. Ok nhé. Rồi tua lui đã. Lại chạy nha. Ngon nhé.
mỗi tội nó bị hình nó bị như vậy đấy, cho nên là em sẽ giao lưu tại nhà, không gửi đi đâu, gửi đi mất công hàng đến chỗ các bác lại nó lại trục trặc nó kia không đáng, nên là có bán được ba giao lưu được thì giao lưu, mà không thì em lại xếp đấy thôi để nghe nhạc cũng được, không cần nhìn hình, bằng rất là nhiều dây. Cháy được nha, không để nghe nhạc cũng được nha.